Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình. Giờ phút này đây, chắc có lẽ hai câu thơ đó của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được nhiều người ủng hộ nhất. Chúng ta đang trải qua một giai đoạn lịch sử của nhân loại, những sự kiện chưa từng xảy ra cho con người trong suốt nhiều thập kỷ qua. Corona hay Covid, cái tên mang đến quá nhiều cảm xúc trong giai đoạn này. Cảm giác căm ghét, ghê sợ và có cả đâu đó là thầm mang ơn vì những bài học mà nó mang đến cho con người. Trừ những mặt tiêu cực ra, Covid cho chúng ta nhìn thấu sự hy sinh của nhiều người, nhiều tầng lớp mà chúng ta ít nhìn ra được hoặc dễ xem nó là điều hiển nhiên trong một điều kiện sống bình thường. Trong số đó, tôi muốn dành sự trân quý đến cho đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm nơi tuyến đầu chống dịch, gồng mình chấp nhận những thiếu thốn để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Bạn có bao giờ tự hỏi, những nhân viên y tế ấy, họ đang làm gì, đối mặt với các vấn đề nào trong những ngày này không? Hơn ai hết, họ trải qua những tháng ngày khắc nghiệt nhất trong cuộc đời, quên đi sức khỏe của chính bản thân mình. Đó là những ngày làm việc xuyên ngày trắng đêm, ăn không đúng bữa, ngủ tính từng giây, toàn cơ thể rã rời và ướt sũng trong bộ đồ bảo hộ, da sạm đi, mắt thâm quầng. Tất cả vẫn đang trong thời kỳ nóng nhất, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Họ chỉ biết kiên cường, chiến đấu. Nhưng đằng sau sự cứng rắn kiên cường ấy là cả một bầu trời tâm sự thầm kín, là những phút yếu lòng rơi lệ, là những hy sinh không lời nào diễn tả. Bởi họ đâu chỉ mang trên vai nhiệm vụ chống dịch, họ còn là những người con hiếu thảo, là cha mẹ của những đứa trẻ thơ ngây, là trách nhiệm đối với cả một gia đình. Chân nhau đến nơi này, Sài Gòn giờ đây xanh xao. Những ngày này, chúng ta thường chỉ nghe về số lượng ca mắc tăng lên hàng ngày, nhưng ít có thông tin về số lượng bác sĩ, y tá và cán bộ y tế từ các bệnh viện nhận nhiệm vụ tỏa ra các bệnh viện dã chiến. Chúng ta ít có thông tin về nỗi đau tột cùng của vị bác sĩ không thể về tiễn biệt mẹ lần cuối vì đang trong khu cách ly. Chúng ta liệu có bỏ lỡ bài báo về vị bác sĩ đã hơn một tháng trời ròng rã chưa về nhà một lần. Mỗi cuộc gọi video call về nhà là những ánh mắt và niềm tin yêu dành cho nhau trong im lặng. Ông là một trong rất nhiều bác sĩ như vậy. Chúng ta có biết câu chuyện về một bác sĩ trẻ phải đành lòng rời xa đứa con mới 10 tháng tuổi của mình để quyết tâm tham gia cùng đồng nghiệp chống dịch. Để rồi mỗi ngày, vừa làm bác sĩ vừa làm mẹ, khi cô phải vắt sữa của mình để nuôi một em bé 7 tháng tuổi khác trong khu điều trị. Nước mắt cô chắc đã ướt lớp khẩu trang khi nghĩ tới đứa con mình có thể đang khóc ngặt vì đòi sữa mẹ ở nhà. Còn rất nhiều những câu chuyện đẹp như thế. Họ và cả gia đình họ đã cùng hy sinh hạnh phúc bình thường, giản dị của cả gia đình mình. Những ngày này, chúng ta có biết bệnh viện dã chiến là các ký túc xá có sẵn, khu tái định cư chưa đưa vào sử dụng, thiếu thốn từ nguồn nước đến những điều kiện sinh hoạt căn bản chưa hoàn thiện, điều kiện nghỉ ngơi của nhân viên y tế không đảm bảo, đồ bảo hộ y tế vẫn thiếu một số lượng lớn, nhu yếu phẩm và cả nước uống cho nhân viên y tế cũng thiếu. Tôi dấy lên trong lòng mình một sự thôi thúc phải chia sẻ với bạn và ước mong bạn lan tỏa đi thông điệp này, thông điệp về sự biết ơn dành cho những hy sinh thầm lặng của họ, những chiến sĩ áo trắng. Nếu bạn cũng có thôi thúc như tôi, hãy chung tay nhé. Chúng ta có thể gửi nhiều niềm lành đến cho họ, nguyện cầu cho họ luôn có nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt công việc và trở về với gia đình của mình. Bạn cũng có thể cùng tôi chung tay để quyên góp cho các bệnh viện dã chiến, nơi mà các y bác sĩ vẫn ngày đêm tận lực để làm nhiệm vụ. Và bạn biết không, mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim.